trận đấu giữa hai đội Tấn Thanh Trung và Mỹ Nga bóng về đội Mỹ Nga. Tấn Thanh Trung giữ bóng. Đội về Mỹ Nga giữ bóng sút vào tỷ số là 1-0 nghiêng về Mỹ Nga. Vào bóng. Tấn Thanh Trung vào bóng. Bước từ đó đi Hòa. Bước lên. Tấn Thanh Trung đang đẩy cao đội hình lên để gỡ một bàn thua. Bóng nó về đội Mỹ Nga. Wow, 2-0 rồi các bạn. Mỹ Nga dẫn trước, Tấn Thanh Trung 2-0. Rồi. Wow, đội Tấn Thanh Trung đã gỡ lại, tỷ số là 1-2. Mỹ Nga đã vô, tỷ số là 3-1. Thì bóng về chân Mỹ, đội Mỹ Nga. Đội Mỹ Nga đang dẫn bóng. Bắn chìm, đội Mỹ Nga bắn chìm. Tiếp tục bóng về đội Tấn Thanh Trung. Đội Tấn Thanh Trung đang cầm bóng. Rồi đã để mất bóng. Đào sọt sang ngang, rất tiếc cho đội Mỹ Nga. Mỹ Nga tiếp tục cầm bóng. Rất tiếc cho Mỹ Nga đá sọt sang ngang. Đây là đội số 5. Gãy đi, gãy đi. Cầu thủ đã rất hay của đội Tân Anh Trung. Thủ môn rất tệ hạ. Phạt góc cho Mỹ Nga. Tỷ số hiện bây giờ là 3-1 nghiêng cho đội Mỹ Nga. Đội Mỹ Nga cầm bóng. Wow, 4-1 nghiêng cho Mỹ, đội Mỹ Nga. Đội Mỹ Nga đang cầm bóng. Rất tiếc không vào. Hôm nay huấn luyện viên của đội Tân Thanh Trung. Wow, không vào. Rất tiếc cho đội Tân Thanh Trung. Ngày hôm nay huấn luyện viên của đội Tân Thanh Trung đưa đội hình dự bị. Bởi đây là một trận đá giao hữu, không nhất thiết phải ăn đối thủ, cho nên tung vào đội hình B thôi. Bắn chim các bạn ơi. Tiếp tục cầm bóng về Mỹ Nga. Số đã được gỡ cho đội Tân Thanh Trung, tỷ số là 2-4. Bóng thuộc về Mỹ Nga. Không vào, rất tiếc cho đội Mỹ Nga. Cầu thủ số 4 của Tân Thanh Trung, Hạnh Dịch Sim. Đây là một cầu thủ có tiềm, đây thì có rất nhiều là tiềm năng. Cầu thủ được nhiều người hâm mộ giải mộ, cầu thủ số 4 đội Tân Thanh Trung, Hạnh Dịch Siêm. Số 11 đã cầm bóng. Số 1 Tân Thanh Trung cầm bóng. Tiếp tục là số 11 cầm bóng. Hạnh Dịch Siêm. Rồi, rất tiếc. Số 10 Tân Thanh Trung cầm bóng. Rồi, hết bóng. Bóng nó thuộc về đội Mỹ Nga. Không vào, rất tiếc cho đội Mỹ Nga. Bóng đã dọc sang ngay. Đây là số 5 của đội Tân Thanh Trung, Quang Huy. Bóng tiếp tục về rồi chân của Mỹ Nga. Hiện nay tỷ số là 4-2 thuộc về đội Mỹ Nga. Qua trận đấu này, huấn luyện viên của Tân Thanh Trung
sẽ có sự điều chỉnh đội hình lại, tiếp tục thi đấu ở những trận đấu khác. Đây, cầu thủ Thuấn. Không vào, rất tiếc cho đội Tân Khánh Trung. Cơ hội rút ngắn tỷ số đã bỏ qua. Vô cho lại. Vào, tỷ số là 3-4 nghiêng cho đội Tân Khánh Trung. Tiếp tục để Nga cầm bóng. Rồi, Tân Khánh Trung là cầm bóng. Số 11. Rồi, mặt bóng. Mặt bóng. Một trận đấu đầy kịch tính giữa đội Tân Khánh Trung và Mỹ Nga. Tỷ số hiện nay là 3-4 nghiêng về đội Mỹ Nga. Hết bóng, đội Tân Khánh Trung phạt bóng lên. Số 4, Hạnh Di Sim. À, rất khéo. Chắc môn nhanh nhưng còn còn được. Rất tiếc không vào. Tiếp tục tăng đội Mỹ Nga tấn công. Này quá biết đâu ơi. Nhớ Nga. Bóng thuộc về Mỹ Nga. Xẹt vô. Mỹ Nga. Đừng có vô bóng liền. Thương Nga. Mỹ Nga cầm bóng. Không vào, rất tiếc cho đội Mỹ Nga. Tỷ số hiện giờ là 4-3 nghiêng cho đội Mỹ Nga. Chạy luôn. Không vào, rất tiếc cho đội Mỹ Nga. Tỷ số hiện nay vẫn là 4-3 nghiêng đội Mỹ Nga. Vào, tỷ số được nâng lên là 5-3 nghiêng cho Mỹ Nga.